Ê Việt Nam ơi, quay ăn bàn. Ok, hôm nay làm gì dễ bàn? Thèm bò bistec bàn. So, 3 miếng, 3 chục, 1 miếng, 10 đồng. Or 10 đâu bàn, or 10 đâu Canada. So, dễ ăn bàn. Bắt đầu nha. Dao, bơ, cắt bơ. Đó. Cắt nửa đi. Bơ, vô chảo. Bò nhiều quá, lửa chỉ nhớ nó lên chảo. Người quán có mùi me nè, nè. Montreal steak spice vào đây, mùi me quăng mê dứt right lên tí. Thì quăng đồ miệng vô vô các bạn, rồi quăng đồ miệng vô vô á là bơ chảy. Một bên 6 phút, trở lại 6 phút nữa. Đã chút 6 phút vô ra bàn. Để xong rồi á, muối bơ lên top, bơ lên nhé. Bôi ra gì ạ? Để ngồi đây chạm phục qua mình ăn nha. Đừng đừng vô nha, đừng cắt vô nha. Để ngồi đó thôi nha. Ok, mình đang chơi các bạn. Mình có rau đây, chứ mình bóp. Còn có hiệu ranch đây, or sốt ranch đây. Đổ xỉa nè. Không cần xìu. Bóp lên. Bàn ra tiệm á, ăn một miếng big stick vì rau bóp ở bàn chắc khoảng 25 đô qua tiền bỏ nữa là 30 đô đi vì nước luôn, 35 đô thôi miếng riêu nữa luôn 40-50 đô các bạn. Đó, thấy không, mình đang chơi thịt mình ngồi á, cái nước nó ra ấy, rồi cái máu nó đang hụt vô lại nhé. Big stick 50 đô lấy sĩ hành phí. Đó. Một kia 60 đô nghe. Đừng lộn xộn nghe bà. Ok, chứ mình bắt đầu đem lên khách ăn. Đó, ngon miệng nghe. Mình ăn big steak á, mình phải uống sỉ rượu. Uống sỉ rượu whisky là cho thơm miệng. Đây là rượu. Trái đẹp không ạ? Royal Salute. Đây là Scotch whisky. Uống lãng bằng.
hết ra. À chưa, tiện hết rồi. Đó, cưng hết rồi. Đừng nói về tương lai con. Cũng riêu với bạn nghe. Chửi chứ đó. So, quán chức bạn bè, anh em, bạn vì khách. Mình chắc chắn là hả nào với bà. Quán chức nghe, chức mạnh khỏe, may mắn, làm tiền nhiều, tôn nắm mới, ok. Vô này bạn, đừng nói về tương lai nghe. Vô nè. Ui chà. Ngọt kế bạn. Chắc loài rượu này á, là thơm nhất. Ok, vô đây. Ai ăn big steak phải uống rượu gì? Cho thơm thả. Ngon chưa? Đây đây, cảm ơn nha. Đó, ngon. Đó, vô nè. Thèm chạy miếng bạc. Vô nè. Wow, quả ngon bằng. Đeo đuôi vậy. À, thấy không? Medium rare luôn mà. Hồng phi. Rau bọc. Ngon. Ngon. Quả ngon. Ngon. Ăn thế. Chắc điền hơi sẵn mấy. Và đây perfect luôn bạn. Tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Ngoài á, không phải chảy bạn. Ngoài là char là gì bạn? C-H-A-R. Quả ngon. Ra giờ hàng ăn á, chắc khoảng độ 60 đô bạn. Thì cái này chắc 60 đô. Làm ở giá. Là nghĩ 15 đô. 15 đô cho một người. Còn hai miếng đỏ bà. Thôi lắc real thoải mái. Đúng.
Lúc này nó ăn thịt bò vậy nè. Quá ngon mà. Có quán nào juicy á, J-U-I-C-Y á, là trong Việt Nam là nói gì? Quá juicy bạn. Quá juicy. Wow. Có quán ăn steak ở Big Steak các bạn. Quán thích nhiều đồ, bình thường là ngon nhiều đó. Mùi tiêu bơ chừng nữa thôi. Quá ngon. Ok, đã là hết clip lời bạn, là mai mình gặp nhau lại.